Loa tép chống cháy 100%, bản 2 chế độ mới nhất. Đây là bản tiên tiến nhất, siêu VIP, khiến thế giới phải kẹp dép và nách chạy bẹt bẹt theo sau. Đây là cái bản tiên tiến nhất, chất âm siêu VIP, cháy là quá khứ rồi, chống cháy 100%. Đây là tép thành phẩm chống cháy, dây làm dày sẵn 1 mét rồi. Đây là cặp 350, âm ly cục đẩy, từ âm ly từ 2 sò đến đẩy 40 sò, ok, có chế độ bật siêu tép. Tép nó không quan trọng về công suất nha, công suất từ 2 sò đến đẩy 40 sò, lo cây, lo phun, lo đứng, lo nằm đều được, dùng cho tất cả các cơ bát, từ bát 20 đến bát 50. Dây làm dày sẵn 1 mét rồi, về chúng ta đấu trực tiếp đít loa, đít âm ly, đít cục đẩy, đỏ lá cộng. Đây là ok, phễu 12 x 12, đây là côn 3,5, chiều cao tổng của cặp này là 16 phân. Địa chỉ trên YouTube điện tử Phượng Lưu. Đây là cặp 600 truyền thống, rất nhiều anh em yêu cầu sản xuất nên chúng tôi vẫn sản xuất mẫu này, 600k bao ship. Đây là cặp 250, chống cháy 100%, cháy là quá khứ rồi, vì đây là hãng loa tép chống cháy tốt nhất thế giới, khiến thế giới phải chạy theo. Đây là cái bản tiên tiến nhất hiện nay, mang chất âm siêu VIP, hàng bảo hành 1 năm. Đây là cặp 1 triệu khung sắt, khung sắt thì có một chế độ bật siêu tép, còn bên khung gỗ thì hai nhá, hai chế độ bật. Liên hệ với chúng tôi để được phục vụ. Đây là cặp 800k, số điện thoại trên màn này 0973 533 269. Bolero karaoke phá tanh bành thoải mái nhá. Hàng nó phải VIP như thế này thì mới gọi là loa. Địa chỉ là Phạc Ngân Sơn Bắc Cạn, số điện thoại 0973 533 269, hàng bảo hành 1 năm trên toàn quốc. Loa nó phải như thế này thì mới gọi là loa nhá, rất đẹp.